Bồng xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh ông Minh của tôi nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Buổi chiều hôm nay thì gia đình có mua một ít mồi để lên diện tư. Lâu quá cũng không có lên trò trên đây quay chung với diện tư. Chiều nay mua mớ mồi lên vừa ăn cơm rồi vừa lấy gai luôn. Lâu quá không lên buồn không vậy Tư? Trên này dân tư cũng mất lúa, còn dưới mình thì cũng lu bu công chuyện này kia nữa. Cách này là ở cái thầm đâu, cùng lâm hết trơn không? Mà như Tết nghỉ nghỉ xa hơi. Mà như Tết xa nghỉ nha. Sớm thì mua hai cái lỗ tai với mớ bong bóng cả nhà, với thêm ít ruột ruột già để mình khè nước dừa. Ở đây thì tưởng ốp ít gia vị để chút xíu mình khè luôn. Ăn phải về nè. Ta kêu mà ăn giá bắp cá qua đi mua cái thấm nó cho được mớ, cái select mớ về trồng. Nó có mấy trồng này trồng được rồi, lúc trước chị Tư bên đó nhóc hết trơn mà đắp đắp cái xịt thuốc nữa hả? Xịt thuốc. Có cái bịch ớt ở dưới nữa chị Tư. Cái này dễ trồng, nó được trồng lần hoặc ăn hoài. Chứ còn bữa này mưa mưa cái nó lên tốt quá trời tốt rồi. Ăn mà bị sinh ra tính mạch á, kêu ăn đó nè. Mới chỉ bác sĩ mới chỉ. Cái gì tính mạch vậy Tư? Si tính mạch. Nghe cái gì tính tỉnh. Bữa hôm gì Tư khô cấp gối đó, đỡ chưa? Đỡ đâu. Không có dám về mặn nặng đâu. Bây giờ si tính mạch chứ khô gối không đâu vậy? Tùm lum hết trơn. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi mặn nặng gì nữa. Ta nói ấy. Nặng mà sinh thùng nước rồi cũng không có hinh nặng được nữa. Vậy chứ giờ ba mấy bốn chục tuổi mà ra bệnh tùm lum chơi. Bởi vì bác sĩ nói giờ là già là gì? Có ngoại hồi xưa mà anh. Có ngoài mình mới bệnh mấy năm nay chứ hồi xưa là mạnh hết biết luôn. Bà tám mấy tuổi rồi bà còn đi ôm củi ngày hụt. Mới bệnh mấy năm nay. Nhớ ngoại rồi đó người ta đi đạp xe đạp mà đi giao rượu. Canh rượu hiệt. Chạy xe không rồi cũng rồi. Rồi đi chở củi. Gãy kiếm rồi, gãy kiếm. Kiếm rồi. Cái này cục. Cái mùi thơm này nè. Dạ. Có tiêu, có gia vị đều vô, có thơm. Này mình kèm nước dừa thì từ từ tới khô nó mới vàng nha. Còn giờ mình ốp thì chỉ ở gần nào thôi. Có nước dừa vô là nó đấy nè. Chị Tư nhắm ruột này dai không chị Tư? Không đâu, theo dừa ruột này theo à. Dạ. Mà dai là dai chứ mình điều tra sơ sơ mình tống giam. Chị Tư dai nhất là cái bông bóng nó sợ dai hơn cho mấy cái kia là... Bông bóng dài. Mình sắc hơi nhỏ lại. Bông bóng dài. Bữa nào cỡ bóng dài chân á. Nãy bong bóng đó thì cô kia cô cho thêm, tại mua nhất triệu rồi còn mấy cái bong bóng đó thôi cho luôn. Mua, tại mua cũng mối. Cái đó ta dồn, ta làm chả lạnh thôi. Dạ. Còn cái thao là dạ, nghe này nó bụng lắm rồi, mới ớt muốn đói rồi đó. Quá hấp dẫn. Thấy một thao chứ hồi nó bị teo lại, đúng gì tên? Teo lại. Hôm nay thì mình cũng có chuẩn bị ít rau sống nữa ăn, như có dưa leo, cà chua, cải, với rau thơm, gắp nhà, với gần như cá, rồi tía tô. Ở dưới đây nữa. Cắt mớ rau nhòm nhà ăn kèm thêm đỡ ngán. Mấy cây tía tô đó găm cũng lên đó gì ta. Món kè này thì vừa ăn cơm được mà vừa lai gai cũng im hay gì ta ha. Ở phía ngoài sau này chừng nào mới bơm nước cho gì ta? Có gạch cái lên. Giờ bà bảo này tới giờ chưa có giáp. Dạ. Bơm mà cái mưa xuống thì cũng mất công à, tốn tiền thêm nữa. Bởi vậy.
Mưa giờ đợi lúa ngoài đó cho nó bơi cao cao quá còn mới dám xạ. Mưa này cũng đỡ gì tư đâu lớn. Lúa ngoài trước mình xạ được mấy ngày vậy đó? 3 đêm rồi. 3 đêm hả? 3 đêm mình thấy xanh hết trơn. Đằng xa nhìn thấy xanh hết trơn. Sao năm nay hên quá trời đấy chứ. Mới hên. Mà khỏe năm nay hên mà khỏe nữa. Không cực bằng như năm rồi. Ô năm rồi cực. Tưới đều đủ đủ. Với máy móc rồi cũng đỡ. Năm rồi máy móc chờ. Cái gì làm lúa cái thời tiết là quan trọng. Cực lắm. Cũng quan trọng. Máy móc rồi nó cũng lợi thiệt. Ở mượn cái máy của Tám đi đem về mà bơm đó chứ. Chắc nước mới được, không mới khô chứ không có máy nhỏ đâu có chắc nước được. Mình bơm máy lớn xong rồi xong lấy thêm máy nhỏ nữa. Máy đầu nhỏ chắc đầm. Mượn đi hổm đi mượn của Tám đó. Về bơm đó. Không dài vậy. Giống như mà mình tắt đè đợt đó mình phải bơm máy lớn trước rồi xong mình lấy cái máy nhỏ mình đặt cái ống nhỏ xuống. Nó đâu có giật đi dưới kinh được. Với quá trời xa nữa. Nhiều cái ruộng vậy ba bốn dính liền đâu có chắc đậm nổi. Ủa cái này dì Tư bơm một vài tiếng hồ rồi chỗ khác bơm nữa dì Tư. Hay là hùng dầu lên bơm. Hùng dầu vô bơm nữa chứ. Tại vì năm nay có cái giờ dì Tư có máy đó rồi cho ta mượn máy rồi ta chịu dầu. Rồi có mấy người có dầu. Người có mấy người có dầu là hùng lại. Lò này lâu nấu quá mà cũng nhanh nóng hay gì đó. Chứ nhầm cái lò mình lâu nấu quá cái nó bị nguội á, lâu bắt lửa đó. Nó lạnh à. Dạ. Mình cũng nặng dữ nha. Mấy cái lon à. Giờ thì tôi sẽ áp chảo. Cái đũa cầm không có được chi trơn. Có bánh dữ quá. Cái này sợ tôi lắc. Cái tôi lắc dữ. Cái tôi lắc dữ. Đừng nghe kêu rồi đó. Cái con này mới mà sao cháy không thấy không? Còn cái lửa quá lửa gì thôi. Cái lửa ra thang là dữ lắm nè. Đây thang cây tràm đó. Cho mà con vàng á, mà con vàng già. Dạ. Rồi bảo vệ nó cả vàng. Chắc như tan nước vậy thôi. Ừ. Già rồi nó ấy còn cái kia nó ngon, mấy người bán là non xe rồi. Bán thì gần xài tràm gần nhưng mà ở đây thì bông vàng nó tìm mình có ớt nhưng mà giờ hết cái ớt rồi cứ nó cứ ưng không. Cái gì khìa lỗ tai ăn cũng ngon. Không là bao tử. Không mua trễ quá thì bao tử không có. Còn có nhiều đòn đây. Tập mỗi tay chứ. Dạ. Ở cái này nó đi nghiêng nó chảy. Không chảy hay đi vậy. Đây sang lắm nè, bữa nay uống được gì dưới nè. Dạ. Cái này kìa gục kìa từ vô đó. Nói sao vừa kia còn không hái kìa. Đâu? Còn đâu? Nó còn kìa. Ở đâu còn? Qua tao bẻ hết trơn đó mà. Ôi rồi, qua Duyên Tư bẻ nữa rồi, Duyên Tư ơi. Được rồi. Bảy rồi đó, Duyên Tư bảy rồi. Qua bẻ kho thịt mà, ở đâu Duyên mà còn? Duyên Tư la nó về, qua tao mới bẻ cho Duyên Tư rồi, còn. Nó vàng vàng lên hết rồi. Ừ. Cái này ông cậu có lại chơi không Duyên Tư? Không, biết lâu rồi, mày bắt bạc, tao không bắt bạc, mai tới ai xem. Nước này dặn rồi. Dặn rồi hả? Dặn rồi. Không chơi chút nữa rồi, chơi yên rồi. Cái này chắc mắc dặm lúa đâu lại rồi hả? Rồi sớm điện chắc mắc dặm lúa gì mà không thấy nghe máy. Mấy không điện, cái điện không được, hỏi điện lại mày hỏi cái hai chậm chung đâu có lên lại đà, mày nó mẹ nó đâu có không.
chồng giờ kiếm khó kiếm. Không mà bắt này lại gắn chung với chung hang lắm. Mưa này chắc mắc bơm hả Dương Tư? Bơm này chắc nhấp nhấp thôi chứ đâu có bơm nhiều hay không? Bơm giật xuống được rồi. Dạ. Yeah. Bơm ráng đêm hai đêm nữa hãy đầu bỏ nước từ từ. Nó cao lên từ từ nó nhanh lắm không? Dạ, nước nó ngập về ba cái nước cáo này nó đóng rồi nó bó đầu rồi nó lên nó nổi chết rồi. À, là mình phải bơm chứ giật xuống hoài vậy hả? Ừ. Nó đứng rồi cái đầu bỏ nước từ từ. Nhỏ ta bỏ anh ta bỏ chữ. Ở phía mình đây chắc cũng xả rồi á, Yên Tinh, trước mặt nè. Rồi, lưỡi của mình đó. Lúa, rồi bỏ nó ngập nước rồi bơm lại rồi nó chậm lên. Cho lên ngầm đó mà. Ừ. Còn con mình thấy ngoài còn thấy xanh xanh hết rồi. Xanh này. Mới nhìn dính nó nói chứ, ủa sao kỳ, chạy xong cũng xả xả một lượt mà sao ra mạng bên đây xong xanh, bên kia không xanh, ai biết đâu ạ. Mày có bùa à? Có bùa ấy. Năm nay rồi đặt chơi bùa nữa. Ông ngoài trước đó bơm chung với cái miếng kế bên luôn hả gì anh ta? Ừ, mình bơm ké đường nước cho nó bơm ké nó rồi xích máy ra cho nó xích dầu mình bơm ké rồi sau này cái chắc nước rồi mình chắc riêng mình. Còn ở ngoài đó mình đặt cái máy nhỏ nữa hả gì? Ừ, đặt cái nhỏ máy nhỏ mình canh đó. Như cái bơm cái mỏng đậu phô đó nó không có đường kinh rút nước qua bển. Dạ. Mắc mình còn nước chủng đó mình mắc canh. Mắc bơm cái ống dài hả? Ống nhỏ à, cậu cả. Bơm kinh đó hả? Đó à. Ngang đó là cái bóng là cái bà thước. À. Đi Dương Tư, vợ chồng con về à? Về đi. Ông với cháu đi về à? Tao nghe cái mùi nó thơm thơm mà ôm về làm gì. Giờ tới cái phần khúc mà nó khô lại thì Tư sẽ đảo đều cho nó dính vô. Cho nó rút vô cái ruột với lỗ tai heo để cho nó ngon. Được, nhỏ nhỏ mềm. Ừ, còn cái ruột bự. Chảo này chiều nay chắc cũng no hay gì tưởng. Ừ. Ấm quá trời ấm luôn rồi. Ấm mưa nhiều đây cũng ấm à. Ấm gì lắm đấy chứ. Thường thường con thấy cái chảo này nếu mình làm xong cái lấy cái chảo trộn cơm ha. Ờ. Ngon lắm. Dạ. Gặp Phúc với Thảo là con xin cái chảo rồi đó. Trộn cơm mà phải bắt lên hâm cho nó ra. Xào lại, cái xào này ngon. Nó dính vô cơm. Để giờ cái lủng này nó mềm lủng thôi. Dạ, chắc mình để xuống cho nguội để mình sắc quá. Chắc không kịp nguội quá, mình sắc luôn quá. Ờ, sắc luôn. Dạ. Cái rửa gấp, sắc. Ở đây sắc thì mình sẽ cho lại vô chảo cái mình hâm lại cái nó hay gì ta? Ừ, mình xào cho nó thấm gia vị vô. Tối rồi mà làm công phu quá không? Ừ. Đi còn công đoạn nữa. Lỡ là làm cho ngon luôn. Chút nữa đi chuồng tao anh ở lại em về bay anh lại ta lại chắc phục gì chứ tao á. Chuồng nó vậy chứ tao tới ngoài gì vậy? Đâu vậy nó kéo lên rồi đó, lần nãy không mấy nó trời đi tới trong giấc nữa. Chuồng nó hôm đó chọc bay. Chọc rồi. Đậu trong kia này mà nó dám trôi vô tới trong tập lại. Quá gió à. Thế không có bờ lại chơi đi luôn rồi. Ừ. Giờ đỡ cái thăm ăn cơm chứ mình là lần mày xuồng để cái đó là cách xa nhà là bắt rồi. Cái chào tao nó mới ra thì thôi. Đợi tới gì Tư mất nó đi ấy mất mẹ cái xuồng. Mắc Hồng Quý bán chiếc, Trùng bán chiếc, Tà bán chiếc. Vòng vòng trong đây mà cũng mắc luôn ha. Giữ gì cũng bán chiếc. Rồi em đứng mới ra giữ thiệt. Giờ ai cũng có hết trơn là chắc nghỉ rồi. Ừ, bây giờ ra rồi cái lạ qua lỡ thời hết rồi, thời cái nó gì đó. Giờ chứ. Rồi đó nó xuồng rồi để xe ra xe bạn ấy hè nhà thôi mà cũng mất nữa. Dùng cơm đó, để bà. Giờ. Bà lợi một đường, nhẹ nhẹ nhưng mà dầu một chiên à. Ủa quá trời mũi nghe mùi nè, mũi mùi hóng. Nè giờ mình cho cái dĩa lên dùng rửa được.
mỡ không? Con gà mỡ mỡ không? Trong mấy cái ruột bự á, với cái trong lỗ tai nữa, lỗ tai nó ra. Để đi, ngồi chăm thêm. Nó bụng quá vậy Tư ơi. Rồi. Giờ những này là đói dữ rồi đó. Và chia vô đều. Chiều nay thì gia đình cũng có làm được món gột khìa. Xin mời cả nhà like gai với ăn cơm chung gia đình mình luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà vô cốc ơi. Lâu dữ rồi vô. Vô. Bệnh quá. Vô xây nó đúng vô. Bệnh quá, gắng uống thử rồi nó hết. Mưa lạnh lạnh này uống cho ấm rồi. Xỉn luôn. Lâu gặp quá làm vài cốc cho ấm bụng. Lâu uống quá uống cốc ngày muốn xây. Nhanh dữ vậy. Để gần như thế. Mới uống vừa chạy liền. Tại mới vô nó bị sốc á nè. Uống vài cốc đã im nè. Hay chúng lỗ tai nghe gột gột đã. Gắp ra nữa. Keo ngon như tôi. Nhầm ngon. Nhầm đợt thì tôi ớt này nhầm đợt là cay, nhầm đợt không cay luôn. Mà không mua ăn không cay luôn. Bữa nay có mưa mưa xuống hơi mũi gì không? Này chắc vừa ăn vừa đập mũi quá. Cũng được, cũng được thì hay rồi. Cái mũi nó sỉnh nè. Mũi gầu. Nhớ hình như hồi năm rồi á Diễn Tư cũng ngồi đây ăn với đập mũi, chết đập mũi liền tay luôn nè. Bữa nay ít. Mà bữa nay ít hơn mỗi bữa. Cái đợt gần Tết rồi á. Gần Tết đó là mũi dữ thằng ngon kìa. Cái này bớt rồi. Đuổi nó không bay luôn á. Ta hạn thì ít mũi rồi hạn nhiều mũi. Mà biết sao gần Tết mũi dữ không? Bị mày cần tết mày ngon mày vui rồi mũi nó vui rồi gì đó mỗi người cũng ăn tết vui lây ha. Mà vui quá mình cũng vui luôn chào cha con tối thôi mày chắc về nhớ luôn chưa đi gần nữa mình đi gần mình tỉnh ra đi gần nghe nó khổ bây giờ có trầu ở đây là ta chứ chụp cái thu quá thu đi gần mà trời ơi trời mắc mưa thu có được miếng củi thu bự đâu thu nó đông chừng khớp thì thôi mình mắc mưa trời ơi ăn cũng cực trời ơi thế này muốn khóc nhắc lại cái vụ đó mà nói đi gần nghe lại muốn khóc kìa. Ăn cơm khỏi cần canh hay gì thôi mũi nó cắn không tả nổi rồi khổ mà nó cũng vui cha hồi xưa mà đi mặn cái đó mà sao mà khổ dữ không biết. Mần nhiều khổ nhiều luôn ha. Nước nó ăn nữa, lớp nào nước ăn chứ sao khổ không? Tại mình mần rúa không được. Mần rúa không mới được, rồi thử con mần cái đó thì đủ ăn qua ngày thôi chứ gì đâu có dư được người gì chưa đâu. Nào, người nào khổ là khổ, bị là cho mấy người nào khá là khá, bị mấy người ta chơi dây. Rồi mình mần lúa thất rồi trả nợ không được. Nợ chồng nợ hay gì tình? Thằng xuống tới đâu luôn. Đất thì bèn không thì sao mà công có chừng 2 giờ, 3 giờ. Hồi đó gặp mưa lớn cái là ngập luôn, đâu có máy móc gì bơm, cái là coi như banh vụ luôn á. Được. Mấy gì cái không xuống mà cái đập mà không xuống tới là mũi vậy. Nước ngập. Đấy, cái mưa mà nhiều bơm. Nhiều là banh chân. Bây giờ nghe có quần áo dép vậy, hồi đó là con xưa có dép như vậy vậy mang. Dạ. Quần áo hai bộ là ấy. Thay đổi cái cấy rồi về giặt không khô là chiều mà thòng cái gòi xuống là đó cái bọc đúng lúc buồn ngủ còn ta đang vẽ chùi cái giặt là vẽ cái đem vô chùi vô bụng tới nhà đất nhà ngoại đi nhà lá bóng luôn à bằng trang luôn đó tính nhà cấm gì mình là không đâu tao đi tới với khánh bình với cấm với tạm thời với nữa
Mắt mưa về bốn năm ông cúm lại cái đầu mẻ thì tâm cái đầu đi bẻ già nhánh này vô nấu cơm ha, vô nấu cơm á cơm hả, dễ mua hết dầu không thấy. Hình như là đất chỗ vùng này là làm hai vụ cũng đâu được nhiều năm đâu hết, nhưng từ mới đây ha. Ờ mới đây mà. Có 20 năm rồi. Hồi giờ tôi về bắt đầu bằng lên gai vậy. Dạ. Như lúc đó còn biết là cái kiểu như lúa cây đó, lúa cây rồi bán lúa cây nữa. Đó có người ta đâu có chịu bằng hai vụ đâu. Nhưng mà đâu có bằng được đâu. Không có lời. Đất này đâu có mặn được thì sao nè, cũ quá lúc hồi đó là nước sâu nữa thì sao này em nước nó càng cạn lên. Giờ mấy ông này cút kinh nè, giờ mặn còn nước đỡ nè, chứ mấy năm trước còn cực, càng cắt tay càng mới cực nữa. Giờ mấy ông này nhà cút kinh cút rồi mình chỗ nước được rồi đó, đâu có cút kinh cút gì đâu. Giờ trên ruộng này có máy cắt nha, còn ở dưới ruộng không có máy cắt. Thời trước cái trục á, trục với bừa là bằng trâu không ha. Ừ. Giờ có máy. Anh cài em cái con trong nọ đi bừa đó mà. Vậy mà ngõ hình như trên dì tư dân tư không không có biết con đĩa hả? Rồi học. Ở trên đây con dắt hay không có đĩa, ở dưới con đĩa trời ơi. Dạ gì? Hồi đó ở nói chung là cỡ chục năm nay không thấy à, chứ trước chục năm là trong có đĩa ở dưới từ đĩa mà giờ cỡ dùng mày ra đĩa làm gì, dùng mà thấy bình với ngang ngựa chảnh cho nó còn giữ nữa. Tao nhổ là ba bố bố mã đeo tao 36 con nữa mình lên đi nghe thấy sợ. Đâu nữa. Vô đưa. Cái con đĩa tôi hồi đó giờ tôi không biết con đĩa. Tôi dắt biết con đĩa không biết. Con đĩa nhỏ nó thấy không ấn. Không thấy đĩa trâu mà đĩa có nhầm con, nhầm con nằm muốn cỡ được con tay nó thì mới đầu nó đỡ đó. Xíu thôi. Cái nó đeo con trâu nó cắn lâu á, trâu cái nó bự ra. À. Mới đầu có thể là bằng ngón tay út nha, nhưng mà cắn chút xíu bằng ngón giò cái là bình thường đó. Nó cắn cỡ 1 tiếng hồ là bự. Nó lại không mày được đầu rồi, còn đầu nó chưa đeo kịp á, mày chạy cái nó quơ nè. Không chứ. Dữ thiệt. Mình nói tao dưới này tao lên tao đâu biết đâu, tao đâu luôn. Nghe nói đĩa tao sợ dữ lắm. Tới từ đấy sao tao đâu quơ, sợ nó đã đâu, quen rồi. Chùm mình cũng nổi tiếng, ai hỏi cũng có không đó. Thấy mình đĩa chắc đeo chắc không chứ. Nước bên lò gạch này cũng có nước. Kiểu như đĩa mà mình làm động động á. Là nó bu lại cho nên là làm nhổ mạ hay gì là ngay luôn á, nhổ mạ làm động động mà nó gom lại tao bắt đầu nó sợ, biết là đâu sợ đó. Nước ngọt chứ nước phèn nó chết ngắt luôn, chứ giờ mình đời xài thuốc quá không đâu sống nổi đâu. Bây giờ trâu không thấy con trâu nữa thì sao có đĩa chuột này nhai được chiên tên cứng hơn dài không. Tao không biết sao cho tao chịu qua chịu lại bắt giam. Cơm cái gì? Cơm gì kêu đi hả? Tao liếc liếc nữa. Con tưởng tao nhìn cái chai rượu. Rồi con người ta có bới không? Mình thấy kêu. Hôm bữa nay thấy là mềm nè, nhai dễ nhai. Chưa chưa? Vô nữa phải không? Cái bà cũng biết vũ vô rồi. Em biết thấy gấp một cái con nhấp vào lại. Nhấp cái này mới thượt nè. Hài quá. Vô. Cái máy chạy thông là gì anh Tư? Máy tao đâu có gì đâu, tại vì nó... Máy đầu bị hơi sốc hay là? Không có, bị gì đấy. Bà dạ. Thấy mà lỏng bạc quá, chạy mà ra khối. Máy chạy lâu rồi nó... Giờ thay bạc lại chạy có gì đâu. Chúng ớt cái gì? Xui xui vậy, cái thằng cay là chúng ớt à. Có vô. Bữa trước con ăn rau gụi gụi vô hơi trái ớt trắng.
Sao không tư? Cái đồng cây. Sao nó lồng lồng mới ngon chứ. Uống có hai ba cốc chút xíu chắc quên mấy luôn á. Hồi đi chơi nha. Hồi đứng lên từ giá vậy giờ. Ngắn dị lắm mà. Chứ người ta hồi trẻ trẻ thôi uống hay hay quá, hay quá. Thôi trẻ gì già uống dễ ẹt. Mấy cốc muốn chơi. Uống như bị thằng với ông nằm khệnh rồi với ông đây đó cũng mới đã. Cái gì chứ uống đâu nhiều đâu Dương Tân. Có tết à. Uống có 4 lần cộng rồi. Thì dũng rồi đó. Thế từ món này được không Dương Tân? Ngon không? Biết của kia không? Không biết ai làm nữa. Khi ngọt ngọt thì đang ăn lên à. Vô. Bới không về bới. Bới cốc thứ tư thứ năm gì mà nhăn quá Duyên Tân. Cốc thứ năm muốn gì vậy? Về mà có bị tổi gì không? Tổi quá. Cô này cao cao uống mấy cốc nghe lân thiệt đó chứ. Đau quá gì? Dạ. Uống 5-6 ly mà nghe bừng bừng. Tao nghe muốn chụp mặt. Lê quay tới bắt đầu làm ở ngoài sau nữa hả Duyên Tân? Làm ruộng ở sau nữa. Uống luôn ngày đấy hả? Qua ngày bông. Năm nay khúc trong kia đâu còn mướn nữa hả? Đưa lại cho... Trả lời cho chú Bảy nè. Chú Bảy làm. Quá mướn năm nay ôm cái nữa đây chắc lỗ nữa. Dạ. Không, thật ra nó ngon. Ngon. Ngon dữ lắm mày. Hai vợ chồng đi mừng Bình Dương tháng mấy triệu. Ôm ở nhà 3 tháng lúa mùa lúa lỗ 5-7 triệu. Ba công mà bà vừa mua lúa giống tiền cài rồi luôn, tính ra rồi tiền băng rồi luôn là 10 triệu. Bán lúa đâu có. Chưa đây ăn còn bán lúa. Bán lúa hay được cho 2 triệu mấy rồi. Chị mấy trả đủ tiền băng. Cài cái ấy nè. Tiền lúa. Nhìn tối luôn. Tiền lúa chữ mấy. Đất nhà mà cái đó thì đất mướn thì chắc rồi luôn. Thì bởi vì chị Tư nhà nó lấy lại chị Tư ấy không thôi. Chứ thôi năm nay dì Tư lãnh đạn hả nhỉ? Năm nay dì Tư no à. Có người lãnh giùm mà. Cũng nhờ trời nó đỡ được cũng cứu chứ. Cứu còn cứu trong này nữa ấy thôi chứ. Cũng giận rồi lúc đầu cũng giận rồi lấy lại cũng muốn giận rồi đó. Đâu có giận đâu. Muốn giận rồi. Không bị hứa sao vậy lấy lại. Không, cầm khi nó nói mà nó mướn thằng Lâm.